Nguyễn Đại Huân là cái tên đang thu hút sự quan tâm của công chúng từ khi truyền thông Hoa ngữ tung tin anh chàng đang hẹn hò cùng với Dương Mịch. Kể từ đó, thân thế cũng như sự nghiệp của anh chàng xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Khán giả thì vô cùng tò mò, không biết anh là ai và có sức hút như thế nào mà khiến cho tiểu hoa đáng Dương Mịch vô cùng say đắm. Nguyễn Đại Huân nhỏ hơn Dương Mịch 3 tuổi. Dù chưa lên tiếng xác nhận nhưng dựa vào loạt ảnh bị bắt gặp đi khách sạn cùng nhau, Dương Mịch, Nguyễn Đại Huân có muốn chối cãi cũng chẳng được. Nguyễn Đại Huân sinh năm 1989, nhỏ hơn cô bạn gái tin đồn Dương Mịch đến 3 tuổi. Năm 2008, Nguyễn Đại Huân bén duyên diễn xuất khi được mời đóng vai phụ trong bộ phim Thanh Xuân Ngôn Tình, Nhật ký Sophie. Với ngoại hình cao ráo bắt mắt, Nguyễn Đại Huân nhanh chóng được để mắt tới. Vai diễn này cũng chính là tiền đề để anh chàng lấn sân vào showbiz. Năm 2010, Nguyễn Đại Huân tham gia bộ phim Mao Ngạn Anh với vai diễn con trai Mao Trạch Đông, Mao Ngạn Thanh. Vì đây là phim khai thác đề tài cách mạng nên được ưu ái chiếu trên CCTV1. Đến năm 2011, Nguyễn Đại Huân cùng Lâm Hy Việt, Mẫn Xuân Hiểu, Trương Sâm đóng phim Cây Khô Gặp Mùa Xuân. Ở dự án này, nam diễn viên hóa thân thành bác sĩ Lai Hoài Sa. Cùng thời gian đó, anh chàng cũng góp mặt trong dự án Ớt Chuông và Kim Chi, Cách Mạng Tân Hợi. Năm 2012, anh tham gia phim truyền hình Điệp Chiến Phục Nỗ do đạo diễn Trần Kiện thực hiện vào vai Lý Nam. Đây cũng là lần đầu tiên anh thử nghiệm với vai diễn phản diện ở phim truyền hình. Cùng năm, anh tham gia phim truyền hình Mao Ngưu Tuế Nguyệt của đạo diễn Lưu Nghị Nhiên và Đêm Nay Thiên Sứ Giáng Trần của đạo diễn Dương Dương. Sự nghiệp diễn xuất của Nguyễn Đại Huân bắt đầu khởi sắc khi sang đến năm 2013, anh chàng có cơ hội hợp tác với Nick Khun, Từ Lộ, Tưởng Kình Phu ở dự án Một và Một Nửa Mùa Hè. Vai diễn chàng sinh viên năm 3 thuộc khoa quản lý kinh tế của Nguyễn Đại Huân được đánh giá khá tốt. Có một điều đặc biệt ít ai biết, đó là vào tháng 5 năm 2014, Nguyễn Đại Huân đã ký hợp đồng quản lý với công ty JYP, đơn vị tạo ra những tên tuổi đình đám như Wonder Girls, Miss A, Twice. Có sự trợ lực của công ty quản lý mạnh, Nguyễn Đại Huân đóng liên tục các phim Danh Danh Nở Hoa, Hạnh Phúc Mãn Đường, Nắm Chặt Tay Em, Ngã Thị Phấn Thanh. Tuy nhiên, đến năm 2017, khi hợp đồng quản lý với JYP hết hạn, Nguyễn Đại Huân bèn tách khỏi đơn vị này để tự thành lập studio cho riêng mình. Gia đình giàu có, sở hữu 18 công ty lớn. Trong làng giải trí Hoa ngữ, Nguyễn Đại Huân được xem như công tử ngậm thìa vàng chính hiệu. Bởi ngay từ khi còn mới chập chững bước vào nghề, Nguyễn Đại Huân đã được làm thực tập sinh cho SM Entertainment, sau đó ký luôn hợp đồng quản lý với JYP. Dẫu sự nghiệp diễn xuất chưa có nhiều nốt thăng, nhưng Nguyễn Đại Huân vẫn sống khá thoải mái, dư giả. Lý do là vì nam diễn viên được gia đình trợ lực khá vững chắc. Bố của Nguyễn Đại Huân, ông Nguyễn Thiệu Lâm có trong tay 18 công ty rải rác khắp Trung Quốc. Từ Bắc Kinh, Thượng Hải cho đến Hải Nam, đầu đầu cũng có bóng dáng công ty của nhà Nguyễn Đại Huân. Nếu không làm diễn viên, không hết mình với nghệ thuật, thì Nguyễn Đại Huân sẽ là người thừa kế. Được biết, cơ duyên yêu đương của hai người xuất phát từ chương trình Thoát Khỏi Mật Thất. Tại Thoát Khỏi Mật Thất, hai người đều là thành viên chính thức và đã có cơ hội làm việc hợp tác tiếp xúc thân mật lẫn nhau. Tình cảm giữa Nguyễn Đại Huân và Dương Mịch cũng nảy sinh dần. Cơ duyên đến với Dương Mịch. Trước Dương Mịch, Nguyễn Đại Huân cũng từng vướng tin đồn yêu đương Hàm Hương, Lý Thấm. Mọi chuyện bắt đầu ồn ào khi vào năm 2016, Nguyễn Đại Huân, Lý Thấm bất cập tham gia show thực tế We Are In Love Too. Trong chương trình này, Nguyễn Đại Huân, Lý Thấm bị bắt gặp mang giày đôi có ký hiệu đặc biệt dành cho những người đang yêu. Tiếp đến, Nguyễn Đại Huân còn bày tỏ rằng anh muốn hôn Lý Thấm. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì chuyện với Lý Thấm đã trôi vào quên lãng. Người con gái được nhắc đến nhiều nhất lúc này chẳng ai khác ngoài Dương Mịch. Chàng công tử nhà giàu Nguyễn Đại Huân, có thể trong mắt khán giả, sự nghiệp diễn xuất của anh còn làng nhàng, nhưng đường tình duyên thì đúng là chẳng đùa được đâu. Bởi chỉ trong thời gian ngắn mà toàn cặp kè cùng mỹ nữ xinh đẹp, nổi tiếng bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ, nếu không có cái duyên trời phú thì khó lòng làm được. Đẹp trai, lắm tiền nhiều của, Dương Mịch hay Lý Thấm gặp đã nhiều, nhưng để chiếm được trái tim của các cô nàng phải thực sự có chiêu trò gì đấy. Về tin đồn yêu đương với Dương Mịch, ngày 16 tháng 8, Sina đưa tin mối quan hệ của Dương Mịch và Nguyễn Đại Huân ngày càng mặn nồng. Cả hai được cho là đang sống chung khi ra vào cùng một căn nhà, mặc đồ giống nhau. Tháng 8 năm 2019, khi Dương Mịch lần đầu bị phát hiện hẹn hò Nguyễn Đại Huân, người hâm mộ của cô phản đối mối quan hệ. Xét về danh tiếng, Nguyễn Đại Huân chỉ là ngôi sao hạng B, không thể so với minh tinh hàng đầu giới giải trí như Dương Mịch. Anh trẻ hơn cô 3 tuổi và mới chỉ bắt đầu được biết đến. Nhiều người lo lắng Nguyễn Đại Huân lợi dụng sự nổi tiếng của Dương Mịch để đánh bóng tên tuổi.
Nhưng sau hơn một năm, cặp nghệ sĩ vẫn đồng hành cùng nhau. Thực tế, Ngụy Đại Huân được đánh giá là chàng trai tốt, tính cách ấm áp, hài hước và gia thế giàu có. Là thiếu gia, nhưng Ngụy Đại Huân ít khi khoe khoang cuộc sống giàu có của mình. Ngược lại, nam diễn viên được biết đến với nhiều câu chuyện về tính tiết kiệm, không phô trương. MC Hà Cảnh kể, Ngụy Đại Huân có thể mua chiếc máy giặt 5.000 nhân dân tệ, nhưng cậu ấy chỉ mua chiếc 200 nhân dân tệ, máy sấy có giá chỉ 100 nhân dân tệ. Bên cạnh đó, anh còn mượn xe đạp của nam ca sĩ Vương Nguyên để khỏi tốn tiền mua. Nam diễn viên còn bị phát hiện tự nhuộm tóc và thường xuyên ăn trực nhà bạn bè. Tuy nhiên, khi Vương Nguyên cần vay số tiền 50.000 nhân dân tệ, Ngụy Đại Huân không ngần ngại chuyển ngay cho đàn em. Theo Sina, thực chất Ngụy Đại Huân không hà tiện mà tiết kiệm hợp lý với từng sự việc. Ngược lại, anh rộng rãi khi giúp đỡ bạn bè. Sina cho hay, Ngụy Đại Huân cũng được đánh giá là người khiêm tốn, hài hước, là khách mời được ưa thích trên các show giải trí và được các tiền bối yêu mến. Anh được mệnh danh là chàng trai bảo tàng nhờ tính cách tốt, lịch thiệp. Trên show, Ngụy Đại Huân luôn đối xử dịu dàng với phái nữ. Tuy giữ khoảng cách với họ, nhưng tài tử được yêu mến nhờ cách hành xử đầy tôn trọng. Vì vậy, anh chưa từng có tin đồn tình ái nào với đồng nghiệp nữ. Ngụy Đại Huân cũng từng chia sẻ trên một chương trình rằng cha sẵn sàng dành cho anh mọi thứ để anh tự do quyết định cuộc sống, nhưng phải tuân thủ ba nguyên tắc là không đánh bạc, không dùng chất cấm, không cưỡng hiếp. Chính vì vậy, cuộc sống của Ngụy Đại Huân khá sạch, là mẫu bạn trai lý tưởng của các cô gái. Si mê Dương Mịch đến mức thay đổi cả cuộc đời. Trước khi hẹn hò cùng Dương Mịch, Ngụy Đại Huân đã nhiều lần thổ lộ cô là thần tượng trong lòng anh. Vì Dương Mịch, Ngụy Đại Huân mới tiến vào giới giải trí, chỉ để mong một ngày có thể hợp tác với cô. Thực chất, năm Ngụy Đại Huân 17 tuổi, anh nặng tới 110kg. Thời niên thiếu, Ngụy Đại Huân cũng không thể hiện năng khiếu nghệ thuật rõ rệt. Nhưng vì yêu thích Dương Mịch, chàng trai quyết định giảm cân, thi vào học viện hí kịch. Nam diễn viên từng viết trên trang cá nhân những lời ca ngợi đàn chị. Hai ngày nay tôi mê muội Dương Mịch. Tôi thích đôi mắt to tròn của Dương Mịch, cảm thấy mình đã trở thành fan của cô ấy. Tôi biết rằng sau này bước vào giới giải trí nhiều điều rối ren, vẫn hy vọng mình có cơ hội hợp tác với Dương Mịch. Chính vì vậy, tôi sẽ cố gắng thi đỗ học viện hí kịch. Dương Mịch khi đó là thần tượng tạo động lực thay đổi bản thân cho chàng trai 17 tuổi, Ngụy Đại Huân. Anh cũng chia sẻ có những lúc luyện tập quá mức để giảm cân mà cảm thấy tức ngực phải tiến hành cấp cứu. Người hâm mộ nhận ra Ngụy Đại Huân đối xử với Dương Mịch khác biệt với những cô gái khác. Trên show, anh thường né tránh đụng chạm nữ đồng nghiệp. Chỉ có Dương Mịch là tài tử hết lòng che chở, luôn là bờ vai vững chãi để cô dựa vào lúc hoảng sợ vì tình tiết trong show. Chính vì vậy, khi Ngụy Đại Huân và Dương Mịch hẹn hò, nam diễn viên được cho là rất chiều chuộng bạn gái. Ngụy Đại Huân thường xuyên đến phim trường thăm Dương Mịch. Đàn chị chưa muốn công khai tình cảm, anh cũng đồng ý. Dương Mịch từng trải qua cuộc hôn nhân ồn ào với Lưu Khải Uy. Cả hai ly hôn do nhiều lý do, nhưng một phần bởi khoảng cách địa lý. Lưu Khải Uy muốn sống ở Hồng Kông với gia đình, trong khi Dương Mịch có nhà ở Bắc Kinh, đi làm ở phim trường Hoành Điếm và Thượng Hải. Hai nghệ sĩ gần ít xa nhiều. Ngược lại, Ngụy Đại Huân hy sinh thời gian của bản thân để được ở bên cạnh bạn gái nhiều hơn. Hiện tại, người hâm mộ Dương Mịch mong tình cảm của nữ diễn viên và bạn trai vững bền để Dương Mịch tìm thấy hạnh phúc riêng sau nhiều sóng gió. Ngụy Đại Huân chia sẻ bạn bè cũng từng nói với anh về những sự cạnh tranh của Dương Mịch, nhưng anh cho rằng nghệ sĩ thì luôn bị truyền thông dựng chuyện, tin xấu nhiều hơn tin tốt. Nhưng thực tế thì Dương Mịch cũng đã từng dính rất nhiều tin đồn hẹn hò với những nghệ sĩ trẻ như là Lý Dịch Phong, Tạ Đình Phong, Đặng Luân. Nhưng trong mắt của Ngụy Đại Huân, Dương Mịch là một cô gái hoàn hảo. Các bạn đang xem video trên VGT, đừng quên nhấn nút like, share và đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé!